Đây các anh em, đây là xe của chú Cảnh nha các anh em. Xe của chú Cảnh là bên biệt danh Thằng Đen hả? Đây cho các anh em coi hàng khủng trong đây này các bạn. Trong đây là cái dàn loa. Wow. Hôm nay rất là nhiều bất ngờ đối với mình các bạn ha. Đó. Đã không? Đó các bạn, thì vừa rồi chú Cảnh chú mới bật loa lên cho anh em nghe nha. Đó không? Trong dưới cái cốp là một đoàn loa rất là hoành tráng. Đấy, chú Cảnh 71 tuổi rồi nha các bạn. Nói chung là đam mê là chơi là không có tuổi nha. Tuổi chỉ là con số nha các bạn không? Nhìn con xe của chú Cảnh nha các bạn. Con xe này chú mua năm bao nhiêu chú Cảnh? Gần 2 năm rồi con. Chỉ gần 2 năm ha. 2 năm. Còn cái việc mà mình độ thì con này ngoài trừ cái dần dạ. Mình đổ cái từ mình đổ theo thời gian dạ. Chứ giờ mình có nhiều tiền mình đổ cũng không được đó. Dạ cái đúng rồi, cái theo thời gian, gian theo anh. Thời gian mới được lên tới dạ. Rất là may mắn khi mình được gặp chú với lại những anh em trên NVX ở đây ha. Ở thì ngoài cái dừa dàn la này còn mình còn độ cái gì nữa chú? Chú đây tất cả xe này đổ đúng từ trong ra ngoài luôn. Ok. Máy cũng độ luôn. Máy cũng lên rồi chú. Máy lên trái 62. Trái 62 luôn. Đổi bình xăng luôn, tóm lại xe này đổi hết hoàn toàn trơn. Bình xăng lên bình xăng 5 lít gì đó đúng không? 7 lít đúng rồi. 7 lít. Ở đây thì có cái đồng hồ báo báo bình này các bạn ha. Đó. Mấy cái nút này đèn chi vậy chú? Mấy nút đèn con. À đèn. Nhưng mình muốn tắt cái lúc đầu mình tắt. Ok. Ở đây cái loa nó hả? Nó hai cái tép. Cái này hai chiếc tép của nó. Hai cái tép hả? Đó. Còn cái này kia là loa, cái trong loa cái bát. Rồi. À cái bát. Cái bát. Wow ha. Tông màu Việt Nam nha các bạn. Chú Cảnh rất là yêu Việt Nam ha. Có bản đồ Việt Nam đây luôn nha. Có Hoàng Sa Trường Sa luôn nha các anh em. Đó, rất là yêu nước ha. Đó, đây là dàn đèn LED. Đó. Ở đây nó này bạn. Xe NVX. Đó, nhiều anh em không nhận ra đó là NVX nha các bạn. Không, xe này. Em xe này đổ đủ kiểu. Đó. Đổ cái cảnh Thân Đen. Nói chung mình không biết chú trước kia nha bạn, nhưng mà nhờ thông qua buổi cà phê hôm nay thì mình biết chú các bạn. Bên đây thì cái đồ che các nước cũng độ lên đèn này các bạn. Đúng không? Đó. Đây là cái bô, thì bô của chiếc SH300 nè, SH300i nè. Đó, chiếc này thì cũng đã lên cái thắng đĩa này các bạn. Con này cũng lên thắng đĩa rồi nè các bạn. Vậy lại đây có cái bát bảo vệ heo dầu nè. Đó, của NVX Club nha các bạn không? LED xanh ha. Đó. Phục RCB. Không. Đây cũng lên trái 62 rồi nha các anh em. Chạy giống như cái này cái lại bên đồng cái sao mình lên lên dung tích á, lên dung tích. Đó. Bóp không? Bóp. Bác sĩ. Nhìn cái yên này cũng rất là láng các bạn, rất là đẹp các bạn ơi. Sờ rất là sướng các anh em. Em cứ từ từ em chơi với em dùng. Đó, đây một có một vài cái móc này ha. Đó. Cùng tăng tốc domino ha. Tây thắng RCB ha. Hai thắng lên RCB. Đó. Đó, nói chung là con xe này độ lên thì thường nó sẽ gấp rưỡi một chiếc xe các bạn, một chiếc xe rưỡi. Giống như là các anh em lấy một chiếc xe rưỡi khác chồng lên con này ha các bạn. Đó. Nhìn đèn chân rất là đẹp các bạn ha. Em chơi chứ em chơi một lúc. Trong em chơi sao? Còn cái đèn màu đen này thì cũng lên cái màu rồi nha anh em. Đó nhìn nó cũng khá là đẹp ha. Nhiều anh em mình thấy chơi đèn lên NVX hay là cái đèn màu này các bạn. Con này thì chú Cảnh chạy được 22.744 cây rồi nha các anh em. Cũng còn rất là mới ha. Đó nhìn rất là đẹp các bạn ơi ha. Mỗi người một cái style chơi xe khác nhau ha các anh em. Đó thì các bạn thấy là một người chú hay mình phải gọi là ông rồi đó, là 70 mấy tuổi nhưng mà vẫn còn rất là đam mê nha các bạn. Anh em ai mà có đam mê thì tiếp tục chơi xe thôi các bạn ha. Đó. Chú thực tế chú còn đam mê mô tô đó kìa. Nãy chú ngâm nghe cái chiếc Z8 của mình nè các bạn. Đẹp quá, Z8 nó dễ thương gì đâu. Dạ. Con chạy rất dễ thương. Chú mà trẻ hơn 10 tuổi chắc là chú không, chú chết rồi, vớt rồi, vớt rồi con. Trẻ hơn 10 tuổi là vớt rồi đúng không? Bây giờ không nổi, nặng quá. Mà chơi chơi 4 máy mới gậu con á. Đây có cái đồ để chai nước nữa nè các bạn ha. Đó, để chai nước anh em có thể để đây các bạn. Nói chung con xe rất là đẹp ha. Chú cho nghe tiếng máy đi vô chú Cảnh.
bô này là bô của SH300i nha các anh em. Rồi các anh em, đó thì vừa rồi mình có đi qua hai chiếc xe rất là độc và lạ, và phong cách của anh em chơi NVS nha các bạn. Đó thì nói chung rất là vui các bạn, một buổi sáng rất là vui ha, bởi vì mình được nhìn ngắm những chiếc xe đẹp ha. Cái thứ hai nữa là mình được gặp một cái chú cảnh ha, chú ấy 71 tuổi nha các bạn, không biết có phải là biker mà lớn tuổi nhất Việt Nam chưa, nhưng mà cảm giác như là chú vẫn rất là còn trẻ các bạn ha, vẫn còn rất là đam mê chơi xe nha các bạn, thì truyền cái cảm hứng cho mình chơi xe nha các anh em. Nay cũng có mấy anh em chơi hạt lây nữa các bạn ha, bán nguyên nhà hạt lây. Ông quên nhà hạt lây nha các anh em. Nạc bô cái được không anh? Cảm ơn anh. Nguyên nhà hạt lây đây nói ra anh em. Má nghe hạt, tiếng hạt lây nghe vai đái luôn á. Nhìn cục máy nó rung rồi mà. Nguyên nhà hạt lây nha các bạn. Má nhìn chất thiệt chứ, chất chơi người chơi. À, hôm nay có hội chơi hạt lây họ cũng tụ tập lên nha các bạn. Nó đẹp quá mà, nhìn là biết chất rồi. Nhìn con máy rung đá không? Chú nhìn con máy thấy nó rung không? Đặc trưng của hạt lây là vậy á. Nguyên nhà thật lây nha các anh em.